để sáng tỏ sự việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Đông Bắc Bộ đang khai thác cát trái quy định, gây bức xúc trong nhân dân trên sông Lục Nam, đoạn qua địa bàn xã Chí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Phóng viên đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Được biết, công ty Đông Bắc Bộ thường xuyên thực hiện không đúng quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa mà nhà nước đã đề ra, làm ảnh hưởng đe dọa an toàn đê điều tại địa phương. Trong thời gian tới, địa phương sẽ cắt cử lực lượng công an ra túc trực tại khu vực công ty Đông Bắc Bộ đang thực hiện nạo vét luồng đường thủy nội địa. Nếu phát hiện vi phạm, sẽ kết hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng để ngăn chặn và xử lý kịp thời, không để tình trạng khai thác cát sai phép xảy ra trên địa bàn, ông Điển nói. Đối với hiện tượng khai thác cát thì ở trên địa phương xã Chí Yên chúng tôi thì hiện nay là có một cái công ty của Đông Bắc Bộ đang khai thác. Trong quá trình khai thác thì chúng tôi biết là có cái giấy của bộ đấy là cho khơi thông luồng lạch, nhưng trong quá trình ấy thực hiện ấy thì đối với khai thác cát thì là đối với ủy ban nhân xã là chúng tôi cũng có cái gọi công ty Bắc Bộ lên là làm cùng một cái cam kết là hút theo đúng cái địa chỉ và đúng cái mà cái theo cái luồng lạch mà đã theo quy định. Nhưng mà trên cơ sở thì thực tế ra nói là đối với công ty thì cũng có lúc là không đúng, thì nó hút vào nó bám sát rìa bờ, cho nên là cái làm ảnh hưởng, cũng có một số ảnh hưởng khu vực đê điều của địa phương. Trong thời gian tới là chúng tôi cái thứ nhất là phải báo cáo với huyện, cái thứ hai nữa là tăng cường lực lượng công an xã thường xuyên để kiểm tra giám sát hàng ngày để công ty khai thác. Nếu có vấn đề gì thì phối hợp cùng với lực lượng và báo cáo với huyện và cái phòng tài nguyên huyện và tỉnh là nhằm tôi để làm sao để xử lý cho nó nghiêm về cái khai thác cát là trên địa bàn. Phía đơn vị chức năng cũng đã phát hiện nhiều vi phạm của công ty Đông Bắc Bộ như không thả phao khi thi công gần bờ gây nguy cơ sạt lở, thi công vào ban đêm. Với những lỗi vi phạm nêu trên của công ty Đông Bắc Bộ thì Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng có văn bản số 08 TNMT KS gửi Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng đề nghị các cơ quan chức năng liên quan cho dừng ngay việc cho công ty Đông Bắc Bộ nạo vét, duy tu tuyến luồng đường thủy quốc gia, kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến sông Lục Nam để đảm bảo an toàn đê kè cũng như an ninh nông thôn. Ông Lại Văn Hà, Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết. Trên cơ sở cái phát hiện là nhiều thi công là không thực hiện cái việc thả phao theo quy định. Thứ hai nữa là có cái hiện tượng là thi công ở gần bờ, nguy cơ gây sạt lở. Thì qua cái việc như vậy và nắm bắt cái tình hình an ninh trật tự tại địa phương và cái dư luận nhân dân thì cũng trên cơ sở những cái dư luận như vậy và cộng với cái việc chấp hành không đúng về cái việc thi công theo cái quy định đấy thì chúng tôi cũng có văn bản đề xuất là với cơ quan có thẩm quyền là tạm dừng thi công và cho kiểm tra lại toàn bộ dự án cũng như là năng lực, cũng như là về năng lực công ty, năng lực có thể là về kỹ thuật, về tài chính, về con người, về nhân lực. Đề án về việc xã hội hóa cho doanh nghiệp được nạo vét, duy tu tuyến luồng đường thủy quốc gia, kết hợp tận thu sản phẩm là chủ trương rất đúng đắn để giảm bớt gánh nặng chi ngân sách. Nhưng hiện nay, nhiều doanh nghiệp khi được cấp giấy phép lại chỉ chú tâm vào nạo vét cát để tận thu sản phẩm mà không hề quan tâm tới độ nông sâu chuẩn tắc của lòng sông đã được quy định. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp yếu kém về năng lực đã để tình trạng cát tặc lộng hành trên tuyến sông mình được cấp phép, gây thất thoát tài nguyên của nhà nước. Những việc trên đã gây ra rất nhiều hệ lụy xấu như hàng nghìn hecta đất canh tác ven sông của nhân dân bị biến mất, hai bên bờ bị sạt lở nghiêm trọng, gây mất an ninh nông thôn và nhiều hệ lụy xấu khác. Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã có những biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng nêu trên? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả trong kỳ 3 của loạt phóng sự này.